Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Đây là hai cái quạt tản nhiệt theo kiểu dạng gọi là ngảm kẹp, với mức giá chênh lệch nhau có thể nói là khá nhiều. Chênh lệch nhau vào khoảng tầm gần 150.000, 140.000, 150.000 gì đó, 140.000. Thế thì sự chênh lệch nhau nhiều như thế nó sẽ ảnh hưởng nhiều như thế nào đến cái trải nghiệm sử dụng, và cũng như là cái hiệu quả làm lạnh thì con nào tốt hơn. Hai con này thì xịn sờ to của bà chủ kênh đang bán với mức giá, nói chung là các bạn có thể tham khảo. Và đương nhiên là khi video này lên sóng thì sẽ có những cái ưu đãi dành riêng cho các bạn. Đó, thế nên là cứ click thông qua đường link phía bên dưới để mà có thể ủng hộ vợ chồng mình nhé. Ok, còn nói chung thì bán thì bán thôi, nhưng mà cũng phải test xem là nó như thế nào. Thì nói luôn là cái con Black Shark Fan Cooler này thì cái phiên bản mà bên xịn store đang bán á, là chỉ có cái quạt này không thôi, không kèm theo cái cáp. Bởi vì biết chắc là cáp thì thường là mấy cái tặng kèm như này nó không ngon, nên là tốt nhất là mọi người nên tự chuẩn bị cho mình một cái sợi cáp riêng. Ví dụ như có ở đây một sợi cáp A2C hoặc là sợi cáp C2C, hoặc là các bạn có thể tận dụng bất cứ cái sợi cáp nào của mấy con điện thoại Android bây giờ á, là đều có thể cung cấp nguồn cho nó được hết. Và con này nó ăn đâu đó tầm khoảng 10W thì phải, 5V 2A. Thế nên là hầu như là các bạn sử dụng với những cái củ sạc pin dự phòng bây giờ hay là như củ sạc pin bình thường thì nó cũng đều ok, nên các bạn có thể tham khảo. Con DL05 này này thì bên trong thì mình nói luôn là nó có tặng cáp rồi, nhưng mình cũng nói luôn là cái cáp này nó có cực kỳ dễ hỏng, nên tốt nhất là các bạn cũng nên chuẩn bị một cái sợi cáp khác nó ổn hơn, nó xịn sò hơn một chút xíu để chúng ta có thể sử dụng cho nó yên tâm. Nói sơ qua một chút về cái mặt thiết kế của hai cái con quạt này thì không biết các bạn thấy con quạt nào đẹp hơn, nhưng mà cá nhân mình đánh giá thì nói chung là hai cái kiểu thiết kế khác nhau cũng không nói được có cái điều gì. Nhưng mà con Memo DL05 á thì nó lại có cái kiểu quạt có màu. Đấy, có thêm luôn cả một cái màn hình hiển thị nhiệt độ ở đây, nhưng mà hiển thị toàn size thôi. Hay nó cũng có luôn cái nút để mà tắt mở cho nó nhanh. Đó, cái cổng sạc á, thì nó để phía bên dưới. Trong khi đó với con Black Shark này, đấy, đơn giản hơn. Logo để phía bên trên. Đấy, nó chìm đi, nó không bị quá nổi giống như là con Memo này. Rồi thêm nữa, cổng sạc cũng để phía bên dưới, nhưng mà cái ngàm thì nó là ở phía bên trên. Trong khi đó con này thì nó lại có cả hai ngàm ở hai đầu cơ. Tức là để nói cho đúng ra về cái sự linh hoạt thì cái con Memo này nó có một điểm lợi hơn so sánh với cả cái con Black Shark Fan Cooler này, cho dù là giá con này nó đắt hơn khá là nhiều. Đấy, tức là về cái mặt thiết kế thì các bạn có thể thấy sự linh hoạt, sự đẹp thì con này vẫn hơn. Ok, rồi bây giờ đến cái phần quan trọng nhất là cái phần sỏ lạnh. Thì nói luôn là cái phần diện tích tiếp xúc của con Memo DL05 nó to hơn, thì tức là cái hiệu quả làm lạnh của nó khẳng định là nó cũng sẽ tốt hơn so sánh với con Black Shark Fan Cooler này. Chúng ta cũng sẽ có những cái phần ngàm ở đây và nó được đệm cao su để mà nó không hề làm xước đến cái máy điện thoại của bạn. Nên nói chung là những cái này thì nó là cái quen thuộc và cơ bản rồi. Nhưng mà mình cảm nhận thấy là cái phần cao su của con Black Shark thì nó mềm hơn, nó xịn hơn. Cũng như là cái phần tiếp xúc ở đây này, các bạn thấy không? Cái con Memo DL05 nó còn làm họa tiết vằn các thứ, nhìn có vẻ rất là nguy hiểm. Nhưng mà sờ vào thì mình cảm nhận thấy là nó không phẳng 100%. Tức là để nói cho đúng ra, nếu như nó không phẳng 100% như thế này thì cái hiệu quả làm lạnh khi mà nó tiếp xúc vào cái bề mặt điện thoại của bạn á, chưa chắc nó đã tốt bằng cái con Black Shark Fan Cooler này. Bởi vì các bạn cứ hiểu cái gì mà phẳng á, càng phẳng càng tốt, thì khi nó tiếp xúc với những cái bề mặt phẳng với nhau á mà nó không có một cái điểm gì nó bị hở ra thì cái hiệu quả truyền nhiệt của nó sẽ trở nên tốt hơn. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà con DL05V1 trước đây ấy, là chúng ta sẽ có một cái mặt nó sử dụng cái tấm gọi là thermal pad, tức là để truyền nhiệt, và nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà theo như mình được biết là cái phiên bản V1 bị lỗi khá là nhiều, nên nhà sản xuất đã thay đổi hoàn toàn sang phiên bản V2 này, là không còn cái phần thermal pad đó nữa. Và giá nó cũng tốt hơn một chút xíu, nên các bạn có thể tham khảo. Còn đây, đấy, bề mặt uy tín đó. Nhưng mà con này nó không có công tắc gì cả, nên là cũng lưu ý nhá, nó sẽ chỉ có cái đèn báo hiệu trạng thái phía bên dưới thôi. Thế thì vì sao mà nó lại chênh lệch nhau nhiều như thế về cái mặt gọi là mức giá? Thì mình nó khẳng định luôn là Black Shark, thứ nhất là nó có thương hiệu. Đây, logo Black Shark đây rất là xịn sò. Và thứ hai nữa, độ bền cao hơn, làm lạnh tốt hơn. Chuẩn chưa? Trong cái video này thì mình sẽ test luôn với hai cái này trong một khoảng thời gian đâu đó tầm khoảng 10 phút. Mình sẽ để cho nó chạy khoảng 10 phút để xem con nào lạnh hơn, và cũng như là con nào sẽ cho trải nghiệm làm mát tốt hơn. Thì các bạn đợi một chút xíu. Nhưng mà đây này, đợi tí, bật hết các thứ lên đã, và mình sẽ đo nhiệt độ bề mặt trước nhé. 29,8 độ. Đây, nói chung là nó loanh quanh vào khoảng tầm 30 độ.
Đó. Các bạn thấy chưa? Thông số là chuẩn nhá. Mình đang phải đi khắp những cái chỗ khác để mình đo này. Đó, bề mặt này đều nhau 29,8 độ. Cũng thế, 29,9 độ, 30 độ như nhau. Không khác gì cả. Ok, đây. Đó, các bạn thấy ảo không? Bề mặt vừa nãy là 29,8 độ, bây giờ ghi 19 độ. Ảo lòi ha. Rồi, cái này có led này, rất là đẹp. Cái này thì không có led. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ để ở đây để cho nó chạy. Khi mà làm lạnh như thế này này thì theo như mình được biết á, các bạn phải để cho cái phần quạt này của chúng ta làm mát được cho cái phần sò lạnh một cách tốt nhất có thể. Tức các bạn hiểu đơn giản cái mặt này lạnh đúng không? Thì sẽ có một cái mặt khác nó nóng. Thế thì chúng ta sẽ cần có một cái hệ thống tản nhiệt cho cái con sò mặt nóng như thế. Thì cái phần tản nhiệt đó càng tốt thì cái con quạt này nó được làm lạnh càng tốt. Đấy cũng chính là lý do vì sao một vài những cái bài test trước đây của mình để úp cái này xuống. Thì tức là nó sẽ hạn chế cái dòng, cái lượng gió để mà làm mát được cho cái con phần nóng ấy. Thế nên hiệu quả tản nhiệt của nó, hiệu quả làm lạnh của nó không tốt bằng. Nên là các bạn cũng cần phải lưu ý. Và với những con mà có công tắc như thế này này thì các bạn cũng cần phải xem là nó có chế độ gì hay là không. Thì con này thì không có chế độ gì cả, chỉ là tắt bật không thôi. Một vài những con như là Memo DL02, DL03 gì đó thì còn có cả chế độ quạt nữa, để mà nó làm lạnh đến mức độ nào. Nên các bạn cũng sẽ lưu ý một chút xíu nha. Rồi, thế thì bây giờ mình nói luôn này, những cái cảm nhận vì sao mà con này đắt hơn. Thứ nhất ạ, build quality con này nó tốt hơn hoàn toàn so sánh với cả con Memo DL05 này. Tại vì phần viền của chúng ta này, đấy, là một kim loại luôn phải. Rất là cứng, đúng không? Đúng, kim loại luôn. Cái phần viền chỗ này này, có dòng chữ design by Black Shark, rất là đẹp, rất là xịn sò. Hay cái phần tản nhiệt cho cái phần sò nóng của chúng ta cũng làm rất là tốt. Và như mình đã nói rồi đấy, độ bền thì những con quạt đến từ Black Shark lúc nào cũng cực kỳ bền luôn. Nên là mấy con Memo này, thực ra vợ mình bán thì cái tỷ lệ lỗi của nó thì cũng không nhiều. Nhưng mà cái hiện tượng lỗi thì nó vẫn có. Nhưng mà hiện tượng đó trên con Black Shark này nó ít hơn rất là nhiều luôn. Cho dù giá nó cao hơn nhưng mà các bạn cũng có thể thấy là chúng ta sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng về lâu về dài. Đặc biệt là dành cho những bạn nào mà trai hát game liên tục, chơi game liên tục, chơi game hàng ngày, ngày 2-3 tiếng, 3-4 tiếng, thì những cái con quạt càng bền như thế này nó mới thực sự là phục vụ được tốt cái nhu cầu của bạn. Ok, rồi nãy giờ là luyên thuyên một lúc xíu thì bây giờ đang ghi cái này là 10 độ này. Mình sẽ đo xem có thực sự được 10 độ hay là không. À, hiện tại bây giờ nó đang xuống được 15,3, 15,4 độ. Ok, trong khi đó cùng khoảng thời gian như thế, con này xuống còn có 10 độ. Ghê chưa? Ghê chưa? 11 độ, 10,9 độ. Đợi một chút xíu nữa. Tức là ở cái yếu tố gọi là tốc độ làm lạnh như thế này này, thì con Black Shark Fun Cooler làm lạnh nhanh hơn rất nhiều so sánh với con Memo DL05 này. Memo DL05 V2 này, chính xác nó là như thế. Làm lạnh nhanh thì nó sẽ có cái điểm lợi, đấy là nó sẽ hạ nhiệt cái điện thoại của bạn một xuống một cách nhanh hơn, và nó sẽ giúp cho cái điện thoại của bạn giữ hiệu năng một cách tốt hơn. Trong khi đó với con này thì thời gian làm lạnh nó chậm hơn. Thì nếu như các bạn mà đang để máy nóng rồi mà úp con này vào để mà sử dụng ạ, thì nó cũng làm lạnh chậm hơn, làm mát chậm hơn, nhưng nó lại an toàn hơn cho cái điện thoại của bạn. Tại vì với một vài những cái điện thoại bây giờ sử dụng cái mặt lưng kính thì các bạn cứ hiểu là những cái liên quan đến giãn nở về nhiệt á, nó đang cực kỳ nóng mà úp một cái nó lạnh một cách đột ngột xuống là đảm bảo rất dễ cái hiện tượng nứt kính nó có thể xảy ra. Nhưng mà con này bởi vì nó làm chậm hơn nên là cái nhiệt độ sẽ xuống từ từ hơn, như thế nó sẽ hạn chế đi cái điều đó. Nhưng mà rõ ràng là với việc mà các bạn sử dụng những con quạt tản nhiệt như này, mình vẫn khuyên á là khi các bạn mới chơi game đúng không, các bạn lắp luôn con quạt này vào cho mình, thì lúc đấy nó làm lạnh từ từ, hoặc là cái điện thoại của bạn nó chưa bị nóng lên, kính nó chưa bị giãn ra ấy, thì các bạn sử dụng cái này một cách thoải mái, như thế nó là ok hơn. Và đừng có bao giờ các bạn theo kiểu đang chơi máy nóng cực kỳ rồi úp nó xuống luôn, thì không, con này thì không nên làm như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ để cho hai con này nó chạy thêm khoảng 5 phút nữa và mình sẽ chấm lại để xem nhiệt độ có thể xuống tối đa là bao nhiêu nhá. À, một lần nữa các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý khi mà chúng ta gắn như con quạt tản nhiệt sò lạnh như này này, thì có nhiều con đặc biệt nó ăn cái lượng điện nó cũng khá là cao, có thể thậm chí lên tới 10W. Thế nên là cái cục nguồn hoặc là cái củ pin dự phòng này để các bạn cung cấp nguồn cho nó cũng sẽ cần phải lưu ý một chút xíu nha. Nói chung là cứ táng mấy con mà hỗ trợ sạc nhanh rồi gắn vào là bao yên tâm, cung cấp dư nguồn cho nó dùng bao nhiêu thì nó dùng thoải mái nhá. Nhưng mà sương vừa rồi mình chấm thử là con này cũng có vẻ ghê gớm đấy, 12,2 độ, nó giảm thêm được mấy độ nữa rồi. Đấy, đợi một chút xíu nữa để xem nó xuống tối đa là bao nhiêu. Còn con này nó mới thuộc dạng là ghê gớm, 8,8 độ, 8,7 độ, kinh thật.
Black Shark có những con mà siêu xịn của nó giá khoảng củ một con á, xuống âm độ luôn, kinh vãi chưởng. Ok, đợi một chút xíu nhá. Ok, nãy giờ thì được thêm khoảng tầm 4 phút, hơn 4 phút rồi, mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Thì mình cũng không có con nào mà cố gắng giữ tận 5-10 phút có thứ để làm gì cả. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm vào đầu chỗ này để mà tránh không làm ảnh hưởng gì đến cái phần tản nhiệt nhá. Nó sẽ đo, đó, 10,5 độ này, 10,6 độ. Xuống dưới thì nó nóng hơn một chút xíu, tức là cái phần sò lạnh nó sẽ tập trung ở khu vực chỗ này. Đó, các bạn thấy chưa? Chỗ chính giữa chỗ này này. Đấy. Ok, nôm na nó sẽ xuống được tầm khoảng 11 độ. Như thế thì nếu như cái điện thoại của các bạn mà cỡ tầm khoảng 40 mấy độ thì làm lạnh là ổn, xuống đến cái mức độ nhiệt độ bình thường. Ok, còn con này đương nhiên là tiền cao hơn thì nó phải khác chứ, đúng không? Đấy. 9,9 độ, 9,8 độ. Ok, 8,9 độ, 8,8 độ. Đấy. 8,9 độ, 9 độ. Ok. Thế thì sau một khoảng thời gian như vậy thì các bạn cũng có thể thấy là cái nhiệt độ con này nó xuống được sâu hơn. Ở cái mốc khoảng 10 độ các bạn nhá, nó xuống được thêm khoảng 1-2 độ là cả một vấn đề đấy, chứ không phải là vừa đâu. Nhưng mà nếu như xét ở yếu tố sử dụng thực tế ấy, thì con này nó cũng không thực sự là hơn nhiều so sánh với con này. Vậy vấn đề ở đây đấy là nếu như các bạn cần cho mình một con vừa đẹp, vừa rẻ và cái hiệu quả tản nhiệt rất tốt thì DL05 luôn và ngay, không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu các bạn cần một con nó bền bỉ hơn, nó làm lạnh tốt hơn, nó có thương hiệu xịn sò hơn thì các bạn kiểu yên tâm hơn về lâu về dài, và quan trọng hơn cả là nhìn thiết kế nó tinh gọn hơn đấy, thì Black Shark ở cái mức giá nó chênh lệch khoảng bao nhiêu, 140.000 như thế, thì mình đánh giá là con này nó cũng đáng để các bạn trải nghiệm. Nhưng mà để nói về ngon bổ rẻ hơn thì chắc chắn vẫn là con Memo này rồi. Nên các bạn cân đối xem sao, cái gì phù hợp thì quick thôi nhá. Và cả hai con này các bạn để ý thấy là nó đều là cái dạng ngàm, chứ không phải là cái dạng kiểu hút nam châm như mấy con mà dòng X ấy, kiểu X6, X8, X12 các thứ ấy. Thế nên con này nó có thể làm lạnh được với nhiều kiểu điện thoại hơn, kẹp vào các thứ sử dụng một cách tiện lợi hơn, thay vì cái việc phải sử dụng một cái kiểu nam châm hoặc là những cái vòng dán vào để mà các bạn có thể sử dụng. Nên các bạn cân đối xem cái nào phù hợp thì chọn nhá. Ok, thôi video đầu năm chỉ đơn giản như thế này thôi. Nhìn này, bám nước các thứ chảy úi trời ơi này. À, nhiều bạn cũng thắc mắc nếu mà chảy nước ra như thế này thì nó có ảnh hưởng gì nhiều hay là không. Thì đây là khi mà mình sử dụng ở cái môi trường đấy là mình không gắn vào điện thoại thì nhiệt độ nó mới xuống mức rất là thấp như này thì nó mới bị đọng nước thôi. Còn nếu như các bạn mà bật để mà trong quá trình các bạn chơi game ấy, thì các bạn cứ hiểu là con này nó xuống được tầm khoảng 10 độ, 8 độ, con này xuống tầm khoảng 11 độ. Thì khi nó kết hợp với cả cái điện thoại của bạn, nó vào khoảng tầm 30 mấy độ, bình thường chơi game thậm chí là 40 mấy độ, thì nhiệt độ lúc này nó sẽ ở mức đâu đó tầm khoảng 20 mấy độ tổng thể ở cái bề mặt tiếp xúc ạ. Thì như thế nó không đủ ra cái nhiệt độ quá lạnh để nó làm đọng hơi nước trên cái điện thoại của bạn. Thế nên thoải mái mà trải nghiệm, không bao giờ lo đâu, các bạn không phải xoắn nhá. Còn nếu như các bạn mà trong cái trường hợp mà bình thường không sử dụng đến điện thoại mà điện thoại nó không bị nóng lên á, thì không nên lắp cái này. Tại vì nếu như các bạn mà không sử dụng điện thoại để nóng lên á, mà các bạn lắp cái này vào thì nhiệt độ của cả cái máy điện thoại nó sẽ bị giảm xuống nhiều quá. Như thế thì nước có thể cũng sẽ đọng lại giống như kiểu thế này. Như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến máy nhiều đấy. Nên là lưu ý trong quá trình sử dụng nha. Rồi, video này khá dài rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.